pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Mời bác. Thưa quý vị, đây là bà bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàng. Ngày 15 tháng 3 năm 1942, 66 năm về trước, nàng là một nữ sinh Sài Gòn học trường thuốc ở Hà Nội và đã hát lần đầu tiên bài Tiếng Gọi Sinh Viên. Và bên cạnh có một sinh viên Việt Nam đứng nghe, đó là bác Trần Đỗ Cung. Người thiếu nữ Sài Gòn hát lần đầu tiên bản Tiếng Gọi Sinh Viên và người thanh niên Hà Nội được nghe lần đầu tiên. Hôm nay 66 năm sau, tình cờ gặp nhau ở đây San Jose, và từ Tiếng Gọi Sinh Viên chuyển qua Tiếng Gọi Công Dân là 66 năm dài. Xin trình diện và xin kính chào toàn thể quý vị. Tôi là Madame Nguyễn Tôn Hoàn. Tên con gái của tôi là Phan Thị Bình. Hôm nay tôi được hân hạnh các anh em đến đây để mà hỏi tôi vài chuyện. Hồi xưa, hồi tôi học ở Hà Nội, rất là vui được có cái ngày hôm nay. Hôm nay tôi đã 90 tuổi, nhưng mà tôi vẫn còn nhớ mãi cái kỷ niệm rất là vui, êm đềm và rất là sung sướng, mà tất cả sinh viên đồng hát cái bản Sinh Viên Hạnh Phúc mà sau này nó trở thành là quốc ca của mình. Cái ngày hôm đó là ngày thứ nhất mà cái bản Tiếng Gọi Sinh Viên đó mà sao trở thành là quốc ca của mình đó, là ở giảng đường của Đại học Hà Nội. Ngày hôm đó là chúng tôi cũng may là còn giữ lại cái chương trình của ngày hôm đó, là ngày 15 tháng 3 1942. Mà ở đây là lần thứ nhất mà ở trong giảng đường thôi,
Nhưng 3 tháng sau chúng tôi lại làm một buổi đại hội ở tại nhà hát lớn của Hà Nội, mà có cả những người Pháp chánh quyền cao cấp có dự. Ở cái nhà hát Tây này á, là thật là một cái thành công quá sức lớn mà chúng tôi không dè. Là cái rạp hát đó lớn lắm, có mấy ngàn người lắm đi coi, mà là không phải cái dàn nhạc như ở giảng đường mà anh Nguyễn Tôn Hoàng đứng điều khiển. Đây là một cái dàn nhạc, nguyên cái dàn nhạc Marine của người Pháp. Mà một khi nó trỗi lên, nó trỗi lên cái bài Sinh Viên Hạnh Phúc, thì tất cả trong rạp, cả người Pháp đều đứng lên, làm cho chúng tôi phải nổi óc. Ai nấy nghĩa là quá sức tưởng tượng của mình, là vui quá được thành công mỹ mãn như thế. Thành ra cái buổi đó thì có những người mà đến dự đều phải nhớ cả đời của mình, nhất là người Việt Nam. Không có khi nào mà thấy người Pháp mà đứng lên một cái bài March, một bài Hạnh Phúc, mà nó giống như là họ đứng lên để họ chào cái quốc ca của một nước. Và sau đây là quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Xin mời bà Nguyễn Tôn Hoàn. Này sinh viên ơi, đứng lên đáp lời sông núi. Tôi muốn trở lại nói chuyện về cái bài Sinh Viên Hạnh Phúc mà sau này nó thành là bài quốc ca của mình. Mà tôi rất hân hạnh được đứng ra hát cái bài này với các anh em sinh viên lần thứ nhất và lần thứ nhì ở rạp hát lớn Hà Nội. Mà tôi muốn nói rõ cái chuyện này, có thể đồng bào làm được, là cái lúc mà anh Nguyễn Tôn Hoàng anh lựa cái bài Sinh Viên Hạnh Phúc này, mà anh Lưu Hữu Phước anh đưa cho anh Hoàng mấy cái bài Hạnh Phúc, anh Hoàng lựa bài này. Mà lúc đó đưa ra để mà cùng ca hát trình bày cho công chúng, thì tôi được cái hân hạnh có mặt đó để hát lần thứ nhất cái bài này. Mà bài này á, lúc đó chúng tôi đang làm việc chung với nhau ở Đại học Hà Nội.
thì các anh Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ, Quỳnh Văn Tiến rồi đó, các anh em này như chúng tôi, anh Hoàng và tôi là người sinh viên rất là âu lo cho cái vận mạng của đất nước, là gặp cái thời có thể mình giải thoát cái nạn thực dân của Pháp được. Nên chúng tôi với cái ý là tranh đấu làm sao tìm cách để mà giải thoát cho nước Việt Nam được độc lập. Lúc đó thì các anh em đó cũng như chúng tôi là người quốc gia rất là hăng hái, thanh niên hăng hái, sinh viên không nể gì cái mạng sống của mình, xông pha mà làm việc. Các anh, tôi công nhận lúc đó các anh em này là người quốc gia. Sao vì lầm hai chữ đồng minh mà trở thành đi theo cộng sản, lỡ đi theo cộng sản, tôi chắc chắn như thế. Nhưng mà hãy đi theo cộng sản rồi, đồng bào biết là không làm sao mà đi xa khỏi được. Hôm nay tôi muốn nói tới cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày đau xót nhất của người Việt Nam. Mà trong lúc đó thì tôi là người bếp chánh của cái tiệm ăn chúng tôi, tiệm Mê Công ở đường Castro ở Mountain View bên Mỹ. Chúng tôi chỉ theo dõi ở bên nhà bằng một cái tivi nhỏ bỏ trong bếp. Và mỗi khi trong mấy 2-3 ngày đó, tới giờ hết tivi rồi, 12 giờ khuya rồi, mà hết rồi thì chúng tôi vẫn còn muốn bươi làm sao cho tivi nó còn hát đang mà coi tiếp tục, nóng ruột tới vậy. Còn trong lúc mà còn thấy hình cảnh ảnh đau thương ở bên nhà thì tôi vừa xào xáo mà nước mắt vừa chảy, không còn muốn thấy cái món ăn mà mình đương làm nữa. Nó đau khổ như thế đó. Bây giờ nói lại tôi cũng đau lòng lắm. Sự thật là nó gây ra. Tôi năm nay nhớ lại thì cũng là 90 tuổi rồi, và cũng không được khỏe mạnh lắm. Nhưng mà đầu óc tôi lúc nào cũng ngương ngất vì cái chuyện xảy ra ở Biển Đông, ở Việt Nam và Tàu. Không làm sao quên được. Là tôi mặc dầu ở nước Mỹ rất an toàn, nhưng mà tôi vẫn khuyên con cháu của tôi sinh đẻ ở đây hưởng thụ, các con tôi hưởng thụ được một cái đời sống an toàn ở nước tự do thì phải có phận sự bảo vệ cái nước này là nước của các con.
mà không bao giờ quên được cái nước nhỏ bé Việt Nam. Ở xa kia còn bao nhiêu đồng bào cần tới sự giúp đỡ của các con của nước này. Đừng bao giờ quên chuyện đó.